Đương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16:30 thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Y tế Nghệ An. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Nghệ An và sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, mùa lạnh là mùa để bệnh viêm xoang xuất hiện và tái phát, gây nhiều phiền toái cho người bệnh. Viêm xoang là bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ mắc bệnh khoảng 2-5% dân số. Viêm xoang gây khó chịu cho người bệnh và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Hiểu được cơ chế gây bệnh viêm xoang thì sẽ có biện pháp phòng ngừa và chữa trị đúng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách phòng và trị bệnh viêm xoang trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Tăng Xuân Hải, trưởng khoa tai mũi họng, Bệnh viện Đa Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Xin chào bác sĩ ạ và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Vâng, xin chào biên tập viên Hương Giang. Và xin chào tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi trực tiếp buổi phát sóng Sức khỏe của bạn của chương trình Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Vâng ạ. Mọi ý kiến thắc mắc của quý vị và muốn được tư vấn trực tiếp của bác sĩ thì hãy gọi trực tiếp về số điện thoại 0386262999. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại 0386262999. Và trước khi trao đổi một chút với bác sĩ Tăng Xuân Hải thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thông tin về bệnh học. Xoang là những hốc xương nằm hai bên hốc mũi. Mũi có hai lỗ là đường dẫn khí từ môi trường đi vào phổi. Trong mũi có các cuốn mũi. Cuốn mũi có các tế bào tiết nhầy có lông, có nhiệm vụ làm ẩm và ấm không khí trước khi vào phổi. Đồng thời chất nhờn sẽ giữ lại bụi không cho bay vào phổi. Cấu trúc của các xoang rất phức tạp. Mỗi bên mũi có khoảng 20 xoang, hai bên có khoảng 40 xoang. Khi bị viêm tất cả các xoang thì những xoang lớn như xoang hàm, xoang trán, xoang bướm sau khi điều trị thường khỏi. Xoang sàng thường là các xoang dễ bị hư nhất. Mỗi xoang có một ống thông ra hốc mũi. Bình thường ống thông này trao đổi không khí với môi trường. Khi bị tắc sẽ gây ra viêm xoang. Vâng ạ, thưa bác sĩ Tăng Xuân Hải ạ, bác sĩ có thể cho biết là những nguyên nhân nào thì gây ra bệnh viêm xoang? Như các bạn vừa được nghe, thực ra thì xoang là cái hốc nằm trong khối xương mặt và nó trải một cái lớp niêm mạc. Thì viêm xoang tức là cái viêm cái lớp niêm mạc đó. Cái lớp niêm mạc này nó có tác dụng là dẫn lưu không khí, dẫn lưu chất dịch, các tiết dịch nhầy và dẫn lưu các cái chất ở trong xoang ra hốc mũi cả. Thì tất cả các cái nguyên nhân gây tắc nghẽn cái đường vận chuyển niêm dịch hoặc là dẫn lưu khí thì có dẫn đến viêm xoang. Ta có thể kể đến một số nguyên nhân như là viêm xoang do vi khuẩn, do virus, do nấm, vân vân, và một số cái bệnh có thể dẫn đến viêm xoang, ví dụ như là bệnh ở tại chỗ như là viêm mũi, vẹo vách ngăn ở họng có thể gây viêm amidan, viêm họng có thể dẫn đến viêm xoang, rồi là viêm xoang do răng, một số bệnh toàn thân có thể dẫn đến viêm xoang như là một số bệnh về chuyển hóa như đái tháo đường hoặc là bệnh loét dạ dày tá tràng gây ra hội chứng trào ngược, vân vân. Nói chung là có nhiều cái bệnh dẫn đến có thể viêm xoang. Vâng ạ, thế thì biểu hiện của bệnh viêm xoang là như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Về viêm xoang thì nó có 4 triệu chứng chính. Thứ nhất là bệnh nhân có biểu hiện ngạt mũi. Ngạt mũi thì nó tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân, có thể ngạt một bên hoặc hai bên, hoặc có thể ngạt liên tục hoặc ngạt từng lúc. Bao giờ ngạt mũi cũng tăng lên về đêm. Thứ hai là bệnh nhân có biểu hiện đau đầu. Đau đầu thì vì có rất nhiều loại xoang nên tùy theo cái xoang nào viêm nặng nó sẽ biểu hiện những vị trí nhất định. Và thứ ba nữa là chảy mũi mủ. Chảy mũi mủ thì nên tức là mũi đặc và nó có thể chảy mũi trước, biểu hiện là bệnh nhân xì mũi ra, và nó có thể biểu hiện chảy mũi sau làm bệnh nhân phải khịt khạc đờm ra. Và cuối cùng là triệu chứng mất ngửi. Triệu chứng mất ngửi này có thể do mũi nó bị phù nề, nó chèn cái đường mũi ngửi và không thở đấy, hoặc là nó loạn sản do viêm quá kéo dài làm loạn sản cái vùng mũi ngửi, nhưng mà mũi ngửi và bệnh nhân sẽ không mất ngửi. Vâng, 4 triệu chứng chính. Vâng ạ. Thế thì nếu như bệnh viêm xoang mà không được điều trị kịp thời thì nó có gây biến chứng nào không, và những cái yếu tố nào thì có thể làm cho bệnh tăng nặng? Bệnh viêm xoang nếu không điều trị kịp thời thì có rất là nhiều biến chứng có thể xảy ra. Ở tại chỗ thì bệnh nhân có thể dẫn đến là viêm họng, viêm phế quản, rồi biến chứng người ta nói rất nhiều đến biến chứng ổ mắt, đó là cái viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu, rồi là viêm tấy quanh ổ mắt, rồi áp xe mi mắt, một số biến chứng xa do lan vi khuẩn lan theo đường máu có thể dẫn đến là viêm màng não, áp xe não, vân vân. Và cái thứ hai nữa là cái một số yếu tố mà làm cho bệnh xoang mà người ta có nói là khó chữa và không khỏi,
Đó là về vấn đề chỗ thứ nhất là hiện tại là cái môi trường độc hại, khói bụi rất là nhiều, nó là một trong yếu tố nó dẫn đến viêm xoang. Nhưng yếu tố thứ hai cũng quan trọng không kém do nguyên nhân chủ quan của chúng ta, đó là bệnh nhân bị viêm xoang ngay ban đầu thì lại không đi khám chữa bệnh sớm. Vâng. Thứ hai nữa là không duy trì được một cái liệu trình điều trị đầy đủ của việc chữa bệnh viêm xoang. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV và trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Hãy gọi trực tiếp về số điện thoại 0386262999 để nêu những thắc mắc của quý vị về phòng và trị bệnh viêm xoang. Trong mục trả lời thư thính giả, chúng tôi xin được nêu một số câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên là của anh Đào Văn Thanh ở địa chỉ daovanthanh@gmail.com đã gửi về chương trình Sức khỏe của bạn ạ. Câu hỏi của anh như sau. Tôi năm nay 30 tuổi, đã bị viêm xoang mũi hơn 10 năm. Triệu chứng là chảy mủ và nghẹt mũi nhiều về mùa lạnh và đỡ hơn vào mùa hè. Buổi tối mùa đông khi nằm đêm nào cũng nghẹt mũi, nằm trở bên này thì nghẹt bên kia và nằm ngả thì nghẹt cả hai bên lỗ mũi. Vậy bệnh của tôi có thể chữa được không và phải làm cách nào ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn tư vấn của chương trình Sức khỏe của bạn NTV ạ. Xin mời bác sĩ tư vấn cho anh Thanh ạ. Theo như bạn Thanh mô tả thì bệnh của bạn 10 năm. Đây là một cái quá trình viêm xoang tương đối kéo dài, không rõ là trong quá trình đó thì chị bác bạn đã được đi khám tư vấn điều trị như thế nào chưa. Thế nhưng mà một cái chương trình mà một cái bệnh viêm xoang mà để kéo dài 10 năm như thế là để nó hơi lâu, và chắc chắn là hiện tại thì tôi nghĩ là bệnh cũng tương đối nặng rồi. Thế thì cái bệnh viêm xoang thì bao giờ cũng thế, về mùa đông thì bao giờ nó cũng khó chịu hơn, do là phải đảm bảo về cái thời tiết lạnh khô làm cho cái niêm mạc mũi nó phải tăng mạch máu đến để sưởi ấm không khí, cho nên bao giờ nó cũng khó chịu hơn. Và với cái bệnh như thế của bạn á, bạn phải đến một cái cơ sở về tai mũi họng có kinh nghiệm, gặp một bác sĩ có kinh nghiệm để được khám, và có khi cần phải được làm các xét nghiệm cận lâm sàng như là chụp phim X quang hoặc là chụp phim cắt lớp để kiểm tra xem hệ thống xoang mức độ như thế nào, sau đó bác sĩ sẽ tư vấn và điều trị cho anh, có thể bằng phương pháp nội khoa, cũng có thể phải bằng phương pháp ngoại khoa. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và câu hỏi tiếp theo là của anh Thanh Hải ở địa chỉ dthải.9.5@gmail.com. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 38 tuổi. Lúc nhỏ tôi trong khi đùa nghịch thì tôi bị một cậu bạn chấn vào mũi. Sau đó tôi cứ bị đau mũi và cứ trở lạnh là tôi lại bị sụt xịt như cảm, đờm mũi nhiều, rất khó chịu. Đi khám bác sĩ nói tôi bị hẹp vách ngăn nên mổ, nhưng nhiều người lại ngăn không nên mổ vì mổ cũng không khỏi bệnh được. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi nên như thế nào và cho tôi hỏi thêm là mổ có nguy hiểm không ạ? Bác sĩ hãy tư vấn cho anh Hải. Vâng. Có thể là lúc nhỏ bạn bị một chấn thương vào mũi, nó gây chấn thương và làm cái chấn thương cái vách ngăn mũi, gây một cái vẹo vách ngăn mũi. Thế thì cái vẹo vách ngăn mũi là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm xoang. Thế nhưng mà để cái chỉ định mổ cái vẹo vách ngăn hay không thì cái này rất phụ thuộc vào cái thực tế bệnh của bạn và người bác sĩ thăm khám bệnh của bạn. Bởi vì thực tế ra thì trong thực tế thì có rất nhiều người vẹo vách ngăn thì không cần phải mổ. Được. Tuy nhiên nhưng nếu vẹo vách ngăn và nó gây viêm mũi xoang rồi thì cái này là bạn phải đến khám chụp phim để được bác sĩ tư vấn, và sẽ phải nghe theo lời của bác sĩ chứ không được nghe theo lời người ta, nhưng mà không phải bác sĩ thì ta không nên nghe theo. Vâng ạ. Một câu hỏi nữa là của chị Kim Hoa ở Đông Vĩnh, thành phố Vinh hỏi. Thưa bác sĩ, tôi thường có triệu chứng sáng sớm và đêm thì hắt hơi từng tràng dài, đau đầu, nhức mắt. Đi khám thì kết luận viêm xoang mũi dị ứng và đã điều trị nhiều đợt, mỗi đợt từ 7 đến 15 ngày nhưng chỉ đỡ một thời gian lại bị trở lại. Vậy xin hỏi bác sĩ, bệnh này có chữa khỏi hẳn được không? Và làm thế nào để giảm bớt các triệu chứng khó chịu như vậy? Tôi xin hỏi thêm là có phải bị viêm xoang cũng ảnh hưởng tới họng và chất lượng giọng nói không ạ? Bác sĩ hãy tư vấn cho chị Kim Hoa. Vâng, bạn có theo như mô tả thì đúng là bạn bị viêm mũi xoang dị ứng. Tuy nhiên á, đối với cái viêm mũi xoang dị ứng, nếu như điều để lâu ngày mà không điều trị đến nơi đến chốn thì nó có thể dẫn đến viêm xoang mủ. Của bạn thì bạn đã điều trị thường xuyên. Thế thì cái câu hỏi của bạn là có thể điều trị được không? Thì xin thưa với bạn rằng là bệnh viêm mũi xoang dị ứng thì có thể điều trị được, nhưng nó tùy ở mức độ khác nhau. Về phương pháp thông thường, người ta đều dùng các cái thuốc chống dị ứng và các thuốc xịt mũi corticoid để xịt vào thì nó sẽ đỡ từng giai đoạn, sau đó mình phải tái khám để dùng thuốc tiếp theo. Còn phương pháp điều trị hiệu quả nhất là phương pháp giải mẫn cảm đặc hiệu. Thì phương pháp này thì nó hơi tốn kém và rất là phiền hà cho bệnh nhân ở chỗ là nó chỉ có ở Viện Tai Mũi Họng Trung ương và thời gian điều trị kéo dài khoảng 5 năm thì bệnh nhân sẽ có thể khỏi hẳn.
Thế còn cái phần câu hỏi tiếp theo của bạn là tức là có ảnh hưởng đến họng và giọng nói. Viêm mũi xoang thì chắc chắn là ảnh hưởng đến họng và giọng nói, bởi vì chức năng của xoang, trong chức năng của xoang thì có một chức năng, nó là cái hòm cộng hưởng âm thanh. Cho nên là khi viêm mũi xoang thì đôi khi là mũi không tịt, nhưng người khác nghe bạn nói giọng cũng như là giọng mũi tịt, người ta gọi là giọng mũi kín. Cho nên là chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cả họng và giọng nói của bạn. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV và trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã nối được sóng điện thoại với vị khán thính giả đầu tiên ạ. Alo ạ. Biên tập viên Hương Giang xin nghe. Alo, xin chào khán thính giả. Tôi có phải tôi không ạ? Vâng ạ. Tôi là Thắng đấy. Vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác gọi điện từ đâu đấy ạ? Ở nhà. Ở nhà bác ở đâu ạ? Tôi ở Mỹ Hải, Cửa Lò Bé Hát ạ. Vâng ạ. Bác có thắc mắc gì, bác cứ đặt câu hỏi trực tiếp cho bác sĩ đi ạ. Tôi muốn hỏi bác sĩ cái là tôi bị polyp bụi là 24 năm rồi, mà đã cắt nhiều lần rồi. Một lần gần đây nhất là năm 2007 cho đến giờ là được 7 năm, và nó lại tái phát lại, và nó to lắm, to bằng cái ngón tay thứ hai rồi. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ polyp bụi có bổ nội soi được không, và bổ thì ở Bệnh viện mình thì bổ ở bệnh viện nào ạ? Vâng ạ, xin mời bác sĩ. Vâng, xin chào bác. Thì nghe giọng nói của bác là bác sĩ cũng đã mường tượng đoán được là bác đang nói cái giọng mũi kín, mà mình bị có thể bị viêm xoang. Thì bác theo bác mô tả là bác đã bị polyp mũi là 24 năm và mổ nhiều lần rồi. Thì tuy nhiên là cái cách điều trị bây giờ thì nó khác ngày xưa nhiều. Tức là bác mổ năm 2007 thì về trước thì chắc là bác đã mổ bằng phương pháp cổ điển, nhưng bây giờ thì người ta sẽ không dùng nữa mà dùng pháp nội soi thì hiệu quả rất là nhiều. Thì tuy nhiên vẫn căn dặn bác một điều là sau khi mổ xong thì cái liệu trình điều trị sau mổ lại là cực kỳ quan trọng. Nếu mình phải tuân thủ tốt cái liệu trình điều trị sau mổ thì bệnh mới không tái phát. Và xin mời bác đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, khoa tai mũi họng, thì tôi sẽ trực tiếp tiếp bác ở đó và sẽ thăm khám điều trị cho bác. Vâng ạ. Bác có thắc mắc gì thêm nữa không ạ? Rồi ạ, tôi xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và chương trình ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và xin cảm ơn bác sĩ Tăng Xuân Hải đã tư vấn cho vị khán thính giả đầu tiên. Trong lúc chờ kỹ thuật viên kết nối với vị khán thính giả tiếp theo thì chúng tôi xin hỏi một câu hỏi của anh Dương Anh Thái Nguyên ạ. Câu hỏi như sau: em năm nay 25 tuổi, đã bị viêm xoang mãn tính gần 20 năm nay. Em đã đi thăm khám ở nhiều nơi, cả Đông và Tây Y đều không có kết quả và đa phần đều bị tái phát sau một thời gian dài điều trị. Hiện nay, từ khi chuyển mùa tới giờ, từ đầu tháng 10 em đã bị lên đợt viêm cấp tính 3 lần. Sau mỗi lần điều trị bằng kháng sinh thì chỉ khoảng một tuần sau lại bị lại. Xin bác sĩ giúp em có một lối thoát khỏi tình trạng hiện nay. Vâng. Nói chung thì từ xưa đến giờ thì dân gian ta vẫn nói rằng là viêm mũi xoang là một bệnh khó chữa. Tuy nhiên thì vẫn cứ khẳng định với bạn rằng là không phải là không chữa được. Thế thì cũng không rõ trước đây bạn khám thế nào và điều trị bao nhiêu lâu, nhưng mà khuyên bạn bây giờ nếu đi khám thì thứ nhất đó là bạn phải đến một cái cơ sở y tế về khám chữa bệnh về tai mũi họng có uy tín, bác sĩ có kinh nghiệm, và tuân thủ nghiêm ngặt một cái liệu trình điều trị. Ở đây tôi nói là một liệu trình điều trị chứ không phải một đơn thuốc. Được. Bởi vì đối với viêm xoang mà chỉ chữa một đơn thuốc thì không bao giờ khỏi cả, và có khi người ta phải kéo dài điều trị, kéo dài từ 1 đến 3 tháng thì mới có thể bắt đầu có hiệu quả cho viêm xoang. Vâng ạ. Vâng, trong lúc chờ kết nối thì chúng ta... Vâng, kỹ thuật viên vừa thông báo là đã kết nối được với điện thoại của vị khán thính giả tiếp theo ạ. Biên tập viên Hương Giang xin nghe ạ. Dạ, em chào biên tập viên Hương Giang ạ. Vâng, chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu là chị tên gì và chị gọi điện từ đâu không ạ? Dạ, em tên Hà ở Nghĩa Đan chị ạ. Chị ở Nghĩa Đan. Chị có hay theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn trên sóng dạ. Truyền hình không ạ? Dạ có chị ạ, em thường xuyên theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn trên sóng. Vâng, chị có thắc mắc gì về bệnh viêm xoang thì chị cứ đặt câu hỏi trực tiếp đi ạ, bác sĩ đang lắng nghe chị ạ. Dạ, đó, em hỏi đặt câu hỏi ạ, tại vì là em trước là không bị viêm xoang, nhưng mà do thời gian gần đây em bị hắt hơi với là ngạt mũi đơn á, nên là em có đi khám ở phòng khám Đa khoa ấy. Thì họ bảo em là bị dây vắt ngắn và bị viêm mũi dưỡng ạ. Vâng.
Thế chị muốn hỏi bác sĩ nội dung gì ạ? Em muốn hỏi bác sĩ là liệu khi dây vắt ngắn vì là viêm mũi dưỡng thì có thể là em điều trị bằng cách nào ạ? Vâng, xin mời bác sĩ. Vâng. Thì theo mô tả thì tôi cũng 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 suy nghĩ rằng là bạn đang bị cái bệnh viêm mũi dị ứng. Thì còn cái vách ngăn thì người ta kết luận như thế thì mình thì nếu mà bác sĩ tai mũi họng phòng khám đa khoa, nhưng mà nếu phải là bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng khám á, thì mình mới có độ tin tưởng, mới độ chính xác cao. Thế còn cái chuyện mà nó bị dày vách ngăn và viêm mũi dị ứng, nó trên một cái bệnh nhân như thế là cũng cũng nhiều người bị, và cái việc điều trị của nó thì mình phải tuân thủ theo một cái đơn thuốc của một bác sĩ tai mũi họng, tức là mình có dùng thuốc có thể thuốc chống dị ứng uống hoặc thuốc xịt mũi và rửa mũi hàng ngày. Ngoài ra thì cũng khuyên bạn rằng là ở mùa đông lạnh thì bạn phải luôn luôn là giữ được cái ấm ở cái vùng cổ và mũi họng, đồng thời là khi mà đi ra cái môi trường bụi bặm thì đề nghị bạn đeo khẩu trang vào để cho cái bệnh nó khỏi nặng lên. Còn việc điều trị là mình phải theo một cái đơn thuốc nhất định của bác sĩ. Vâng, chị có còn thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ, cho em hỏi là em nên dùng cái em bị viêm xoang thế thì họng em rất thấy bị viêm họng có mủ, viêm á cục có mủ, liệu nó có liên quan đến cái viêm xoang, viêm mũi dị ứng đấy không ạ? Cảm ơn bạn, rất là liên quan, xin khẳng định là rất là liên quan, là bởi vì thì thứ nhất là bệnh viêm mũi xoang nó làm cho cái dịch viêm ở vùng mũi nó chảy xuống họng, nó gây nên viêm họng, viêm amidan. Thứ hai nữa là gây bệnh viêm mũi xoang nó làm cho mình ngạt mũi, đến lúc là không thở được bằng mũi và thở bằng mồm, không khí thở trực tiếp vào mồm không được lọc qua cái niêm mạc mũi, nó sẽ gây viêm họng kể cả viêm phế quản nữa, cho nên nó sẽ ảnh hưởng ngay đến họng của bạn. Vâng, chị đã rõ chưa ạ? Vâng. Dạ em nghe rồi. Cho em hỏi là bây giờ em thường xuyên dùng cái nước xịt mũi xế sát nữa có được không ạ? Thường xuyên xì sát là một cái loại nước muối biển sâu, nó đóng và lọ để mà xịt rửa mũi, và trong thì nó có một số, ngoài cái dung dịch sát khuẩn ra thì nó có một số vi chất trong nó rất là tốt cho cái niêm mạc mũi. Bạn dùng xịt thường xuyên thì không có ảnh tác dụng phụ gì, và tuy nhiên thì vẫn khuyên bạn rằng là đó là một cái biện pháp rửa thường xuyên để cho bệnh khỏi nặng lên, còn nếu mình muốn điều trị thì phải có đơn thuốc thêm của bác sĩ nữa. Vâng. Liệu em đang còn dùng cái nước xịt mũi thái dương để bây giờ dùng cái đấy thì rất khó chịu ạ, nên là em muốn chuyển sang nước mũi biển sâu thì có tư hơn nữa không ạ? Cái nước xịt mũi thái dương thì mình không nên dùng lâu quá, nhưng mà cái nước mũi biển sâu xịt sát thì mình có thể dùng được lâu. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. Vâng ạ, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với vị khán thính giả tiếp theo ạ. Biên tập viên Giang xin nghe ạ. Alo. Dạ, xin chào bác ạ. Chào Hương Giang, chào bác sĩ Hải. Vâng ạ. Bác ạ. Tôi là Nguyễn Hiệu Hoa ở Căn Lộc Hà Tĩnh. Vâng ạ, bác ở... bác ơi, ở Căn Lộc Hà Tĩnh thì có hay theo dõi sóng của NTV không ạ? Có hay chương trình, hãy xem chương trình tư vấn sức khỏe đấy. Vâng ạ, xin cảm ơn bác đã quan tâm về chương trình ạ. Cho anh hỏi chương trình và bác sĩ Hải thì là vừa qua anh đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mà họ nói là viêm đa choáng mà mấy lâu chưa khám thì anh toàn uống thuốc mua ở các cái ụt ngoài, thì xong là không lành thì anh vào khám thì họ nói viêm đa choáng và đã uống thuốc. Nhưng mà điều trị một đợt như vậy là về cùng thuốc xịt mũi đấy, cả từ kháng tính mà vẫn không khỏi. Anh thấy là bây giờ hỏi chương trình và bác sĩ Hải, nếu mà anh ra chỗ Nghệ An khám và được tư vấn và điều trị của bác sĩ Hải thì có được không ạ? Mà cảm thấy là vừa qua là viêm xoang nhưng mà anh ngạt mũi với lại kiểu ấy tạt mũi về đêm. Nhưng mà thời gian qua thì cảm thấy là nó có dịch ra mà là có hôi ạ. Thế bác thì cho tư vấn ạ. Vâng. Cảm ơn bác. Thưa với bác rằng là như vậy là bác bị viêm xoang và có ra dịch mũi hôi, thì nó có biểu hiện của cái viêm xoang có nhiễm khuẩn rồi đấy. Thế thì cái biện pháp điều trị viêm xoang á, thì ngoài cái việc mình dùng thuốc kháng sinh ra thì nó còn có nhiều thuốc phối hợp. Và thứ hai nữa thì rất quan trọng là mình phải có điều trị tại chỗ ở mũi, có thể bằng cách rửa mũi hoặc là bằng cách xông mũi
hoặc là được bác sĩ trực tiếp hút rửa vào các cái ngách ở xoang ấy, thì nó mới hiệu quả. Chứ còn nếu mà mình chỉ có dùng thuốc không thì nó không hiệu quả. Thứ hai nữa là một cái quá trình điều trị của nó thì phải tương đối dài thì nó mới hiệu quả. Chứ còn nếu mình dùng 1 tuần 10 ngày thì mình chưa thể thấy cái hiệu quả rõ ràng của nó. Nếu bác có dịp mà ra Nghệ An để khám thì tôi sẽ khám trực tiếp cho bác và sẽ tư vấn cho bác cách điều trị. Vâng ạ, bác phải yên tâm chứ ạ. Cảm ơn bác sĩ Hải và cảm ơn chương trình ạ. Vâng ạ, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho vị khán thính giả đến từ Hà Tĩnh. Trong lúc chờ tiếp tục kết nối với vị khán thính giả tiếp theo thì chúng tôi xin hỏi một câu hỏi của chị Lê Thị Hiền ạ. Vâng ạ, chúng tôi sẽ ưu tiên câu hỏi của khán thính giả gọi điện đến cho chương trình ạ. Vâng ạ, chương trình xin nghe ạ. Vâng, báo cáo chị là tôi là quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An ạ. Hưng Nguyên ạ, bác từ Hưng Nguyên, Nghệ An ạ. Vâng ạ, bác có thắc mắc gì? Tôi đi nước ngoài về trong vậy là 8 năm rồi, năm 1987 hay 2007 thì tôi cũng về như vậy là Việt Nam khám ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Thì bác sĩ có tư vấn với tôi là bị... Bác có thể nói to hơn không ạ? Bác có thể nói to hơn tại vì hơi nhỏ, hơi bé. Tôi là bị bác sĩ tư vấn ở bệnh viện Ninh Bình ấy, họ nói vấn đề tôi là bị dị ứng thời tiết. Tức là đang trời mưa ấy, thì nó lại bắt đầu là đang nắng gặp mưa thì nó hắt hơi sổ mũi mà nước mắt nó chảy. Mà đang nắng hoặc là đang mưa gặp nắng thì nó cũng bị như vậy anh ạ. Vậy thì theo bác sĩ có nói về vấn đề là tôi bị cái ở hai cái cảm ứng của hai cái sụn ở mũi ạ. Thế thì theo ý bác sĩ tôi tư vấn cho tôi vấn đề là bảo là coi như là tôi bị dị ứng thời tiết ạ. Tức là nên điều trị. Tức là nên điều trị như thế nào đúng không ạ? Vâng ạ, vâng ạ. Vâng ạ. Thế thì ý kiến bác sĩ tư vấn cho tôi vấn đề như thế nào ạ? À vâng. Như vậy thì theo mô tả của bác thì bác bị gọi là mình gọi dân gian là dị ứng thời tiết. Nhưng bệnh thì khả năng nhiều thì nó là bị cái bệnh viêm mũi dị ứng. Thế thì cái bệnh viêm mũi dị ứng này thì mình sẽ phải có cái điều trị của nó thì là phải có như trước tôi đã chưa vừa trả lời cho các một số bệnh nhân này. Tức là mình phải có thuốc uống chống dị ứng, rồi phải có thuốc xịt và mũi. Nhưng các thuốc này đó thì phải được kê đơn của bác sĩ. Nhưng tuy nhiên thì vẫn cứ tư vấn thêm cho bác một số cái cách phòng bệnh để mà bệnh nó đỡ bị nặng hơn. Đó là bác nên tránh tiếp xúc với các cái môi trường độc hại, nhiều bụi bẩn. Thứ hai nữa là mình có biện pháp rửa mũi hàng ngày. Và thứ ba nữa là phải giữ ấm khi thời tiết nó thay đổi và đặc biệt là mùa đông. Thế còn việc chữa bệnh của bác thì bác phải đến một cái cơ sở khám chữa bệnh tai mũi họng và bác sĩ tai mũi họng sẽ kê đơn cho bác. Vâng. Tức là bệnh của bác có liên quan gì đến hai cái sụn mà bác vừa miêu tả không? Bác có nói cái đấy thì thực ra tôi cũng nghe không được rõ lắm, nhưng mà tức là cái bệnh viêm mũi dị ứng ấy, thì nếu là cái bệnh mà nó bị dị ứng cái niêm mạc mũi chứ không phải cái sụn. Thế tuy nhiên thì một số người bị một cái vẹo vách ngăn có thể vẹo vùng sụn thì nó cũng làm cho cái bệnh nó tăng thêm. Thì cái bệnh này thì chỉ nghe mô tả thế cho nên là cũng không rõ được. Vâng. Thì nếu mà bác có điều kiện thì bác cứ đến chỗ khoa tai mũi họng bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An thì tôi sẽ khám cho bạn xem và tư vấn lại trực tiếp cho bác. Ạ, bác có thắc mắc gì thêm nữa không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình ạ và chúng tôi tiếp tục kết nối với vị khán thính giả tiếp theo ạ. Xin chào biên tập viên Giang, xin chào khán thính giả. Alo. Khán thính giả có thể nói to hơn không ạ? Không nghe rõ gì. Alo, xin hỏi kỹ thuật viên là đường truyền có đảm bảo không ạ? Vâng ạ, trong lúc chờ kết nối với vị khán thính giả, quay lại kết nối với khán thính giả thì chúng tôi xin đặt câu hỏi của chị Lê Thị Hiền ạ. Chị Hiền hỏi như sau, thưa bác sĩ, tôi bị viêm xoang nhiều năm nay, chữa mãi không khỏi. Gần đây có người bày cho tôi dùng hoa ngũ sắc, ở ta hay gọi là hoa cất lợn, nấu lấy nước nhỏ vào mũi sẽ khỏi. Xin hỏi bác sĩ, điều trị như vậy thì có đúng không ạ? Xin mời bác sĩ Tăng Xuân Hải. Vâng, về đông y mà nói thì hoa ngũ sắc là nó có tác dụng để chữa cái bệnh viêm mũi xoang. Bởi vì hoa ngũ sắc thì trong nó có cái tinh dầu, nó có thể là chống được dị ứng và đồng thời nó cũng có chất kháng sinh, có thể diệt khuẩn được. Thế tuy nhiên thì cách dùng nó phải đúng. Thì một số người thì nhỏ trực tiếp vào mũi là không được, bởi vì cái đấy là không có đảm bảo nhiễm khuẩn, chống nhiễm khuẩn. Còn bạn lại nấu để mà nhỏ mũi thì cũng không đúng, bởi vì khi mình nấu thế thì cái tinh dầu nó bốc hơi mất đi, nó không đúng. Mà tốt nhất người ta khuyên là mình nên dùng cái đó và mình xông xong mình hít vào cái hơi đó thì là tốt nhất. Vâng ạ. Một câu hỏi nữa của chị Vũ Lan Hương là
Vâng ạ, chúng tôi sẽ kết nối điện thoại tiếp với vị khán thính giả. Biên tập viên Hương Giang xin nghe ạ. Alo. Vâng ạ, chị nói to lên đi ạ. Alo ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Chị vâng, chị có thể giới thiệu về mình và chị gọi điện đến từ đâu ạ? Dạ, em gọi từ Hà Nội ạ. Vâng, chị gọi từ Hà Nội ạ. Ở Hà Nội thì theo dõi sóng của truyền hình NTV có rõ không ạ chị? Vâng ạ, có ạ. Em đang nghe chương trình này, sức khỏe tư bác sĩ Hải tư vấn, nghe em nghe hay quá thì em muốn hỏi chương trình về sức khỏe của bạn để em hỏi về cái bệnh viêm xoang ạ. Vâng ạ, chị cứ đặt câu hỏi trực tiếp cho bác sĩ đi ạ. Xin mời chị. Nghe được, không nghe được. Chị cứ trao đổi trực tiếp với bác sĩ đi ạ. Để nghe không rõ. Alo. Vâng ạ, chị em nghe rõ ạ, chị nói đi ạ. Vâng ạ. Alo. À đây rồi. Vâng chị. Alo ạ. Vâng đây chị nói, chị nói xem nào. Alo ạ. Chị nói đi ạ. Chị em cứ đặt câu hỏi đi ạ. Vâng. Vâng, chào chị. Vâng. Em chào bác sĩ Hải ạ. Vâng. Chào chị. Các chị có vấn đề gì trao đổi chị, tôi sẽ có thể. Em chị đặt câu hỏi đi ạ. Vâng. Em thường là cứ thay đổi thời tiết, mỗi em kiểu như là nó có da nhiều cái chất nhờn mà hắt xì hơi thì lại. Vâng. Chị cứ đặt cả câu hỏi đi ạ. Chúng tôi nghe rõ mà. Vâng, mà mùi đó có mùi hơi khó chịu thì bây giờ em muốn hỏi bác sĩ là tư vấn cho em ạ. Vâng. 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 Cảm ơn chị. Thế thì cái mà chị mô tả đấy ạ, thì vâng. Theo tôi nghĩ thì chị đã bị một cái viêm đầu tiên nó làm vâng viêm em mũi. Vâng, anh cứ tư vấn đi ạ. Đầu tiên nó làm một cái viêm mũi dị ứng đấy, nhưng mà mình không điều trị thì dẫn đến là bắt đầu nó viêm nó dễ bội nhiễm và gây vào cái viêm mũi xoang, cho nên mình cảm thấy là cái mùi trong mũi nó khó chịu, nó có thể nó mùi hôi tanh. Thế thì cái cách điều trị thì bao giờ đối với những cái bệnh này bao giờ cũng phải có một cái điều trị ngược trở lại, là điều trị một cái quá trình viêm xoang cho nó đỡ hẳn cái viêm xoang mà vừa do bội nhiễm đã, sau đó đã tiếp theo là một cái liệu trình điều trị viêm mũi dị ứng. Thì tất cả cái liệu trình điều trị và cái đơn thuốc mình phải được bác sĩ dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ tai mũi họng, và sau đó được tái khám thường xuyên định kỳ và phải điều trị một đợt kéo dài thì bệnh của chị mới có thể là đỡ được. Vâng ạ, chị có thắc mắc gì nữa không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã gọi điện về cho chương trình ạ. Thời gian còn lại là 2 phút thì chúng tôi xin được nêu một câu hỏi nữa của chị Vũ Lan Hương có hỏi: xin bác sĩ cho biết cách điều trị viêm xoang tại nhà và bệnh viêm xoang thì có gây nên những biến chứng nào không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Điều trị viêm xoang thì bao giờ cũng tôi vẫn dặn là bao giờ cũng phải theo đơn của bác sĩ. Tuy nhiên thì đơn bác sĩ người ta sẽ có thể cho là độ điều trị nội trú hoặc là điều trị ngoại trú về nhà, thì mình dùng thuốc theo đơn. Thế thì ngoài cái việc dùng thuốc theo đơn rồi ấy, thì mình phải có cái sự chăm sóc tại chỗ ở mũi, đó là nhỏ mũi, rửa mũi hoặc là xông mũi. Thì những cái thuốc rửa mũi mình nên dùng đó là cái nước muối biển sâu, đó là cái nước nguyên cái thuốc đó nó có tác dụng rất tốt cho cái niêm mạc mũi, mình dùng nhiều nó không có hại. Thế còn cái viêm xoang thì về biến chứng thì đầu chương trình tôi đã trả lời rồi, nó có thể có biến chứng gần và biến chứng xa. Biến chứng gần thì có thể gây viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản, rồi là viêm tấy ổ mắt, rồi viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu. Biến chứng xa có thể ra đường máu dẫn đến là viêm màng não, rồi áp xe não. Vâng ạ. Thời gian thì không còn nhiều, nhưng chúng tôi vì câu hỏi còn quá nhiều nên chúng tôi sẽ dành thời gian cho một câu hỏi nữa của khán thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Vâng ạ. Xin chào khán thính giả. Khán thính giả có thể đặt câu hỏi khẩn trương lên ạ, tại vì thời gian không còn nhiều ạ. Alo. Có lẽ là đường truyền không đảm bảo đúng không ạ? Xin hỏi kỹ thuật viên. Vâng ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Chị nói đi ạ. Chị hãy đặt trực tiếp câu hỏi trực tiếp cho bác sĩ đi ạ. Vâng ạ. Xin chào. Xin chào khán thính giả.
Vâng ạ, đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết nên chúng tôi không thể chờ tiếp tục kết nối với các khán thính giả tiếp theo. Và xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Tăng Xuân Hải, trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình này ạ. Vâng, quý vị có thể xem lại chương trình vào lúc 14:15 chiều thứ hai tuần sau trên sóng truyền hình NTV và nghe lại chương trình vào lúc 7:00 sáng chủ nhật, tức là ngày mai ạ, hoặc 7:00 sáng thứ năm tuần sau trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể xem trên website truyenhinhnghean.vn hoặc radiovietnam.vn. Trong chuyên mục sức khỏe của bạn tuần sau, chúng tôi sẽ tư vấn về chủ đề viêm phế quản. Quý vị có thể gửi những câu hỏi thắc mắc liên quan đến bệnh viêm phế quản qua đường bưu điện về địa chỉ chuyên mục sức khỏe của bạn Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Quý vị có thể gọi điện thoại đăng ký tư vấn vào số 0386262999 vào tất cả các ngày trong tuần. Một lần nữa xin được cảm ơn công ty cổ phần dược phẩm OPC đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Câu hỏi nhiều quá.